Vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đang theo dõi và yêu mến kênh YouTube của Hiếu Minh Audio. Hôm nay thì em Hải đã tiếp tục lên clip để xin thông báo tuyển dụng để hai bạn nam vào lĩnh vực là chuyên viên lắp đặt và setup bằng số tại gia đình. Thì như các biết rồi, hiện tại Hiếu Minh Audio đang có hai chi nhánh bán lẻ. Ngoài Bắc em có một trụ sở và miền Nam em cũng có một trụ sở. Và tới đây thì Hiếu Minh Audio đang cố gắng mở rộng và mở thêm nhiều trụ sở nữa trên toàn quốc để phục vụ các bác tốt hơn, lắp đặt tại nhà cho các bác tốt hơn. Thì hôm nay em lên xin thông báo tuyển dụng lấy hai bạn nam có độ tuổi từ 18 cho tới 28 tuổi, và cái yêu cầu của Hiếu Minh Audio là các bạn là tốt nghiệp cao đẳng trở lên, biết sử dụng ưu tiên những anh em nào đam mê ca hát này, biết sử dụng máy tính này và biết có bằng lái xe. Đấy là những ưu tiên cho anh em nào có bằng lái xe này, biết sử dụng máy tính và đam mê ca hát. Và khi anh em làm trong môi trường làm việc của Hiếu Minh Audio thì bên em sẽ tạo điều kiện cho anh em là những môi trường làm việc hoàn hảo nhất, tốt nhất để anh em có thể là thoải mái phát triển về cái tư duy, thoải mái về cái phát triển về cái lĩnh vực âm thanh setup bằng số. Thì quyền lợi của anh em khi làm tại Hiếu Minh Audio có mức lương cơ bản là 7 triệu và sẽ có những phụ cấp doanh thu hàng tháng này, phụ cấp hỗ trợ xăng xe đi lại, thưởng lễ Tết, thưởng vào ngày lễ, ngày Tết, và mỗi tháng anh em sẽ được nghỉ 4 ngày, và trong những ngày nghỉ lễ đó anh em đi làm sẽ được lương nhân đôi. Ngoài cái lương 7 triệu đó, nếu anh em làm kỹ thuật tốt và tự đi lắp đặt được thì sẽ có hỗ trợ riêng cho anh em khi tự làm kỹ thuật setup lắp đặt phục vụ các bác tại nhà nhé. Đó là hôm nay thì em lên để chia sẻ đến các bác trên kênh. Anh em nào độ tuổi 18 đến 28 tuổi mà đã có tiếp xúc với âm thanh này hay là chưa tiếp xúc với âm thanh thì em đều nhận vào bên em sẽ đào tạo anh em về lĩnh vực sử dụng RTA để đo lắp tuyến, để setup công nghệ bằng số này, hay là đào tạo anh em để hiểu biết về bằng số làm sao mà anh em môi trường làm việc tốt nhất và hoàn hảo nhất nhé. Thì anh em nào có nhu cầu liên hệ qua bên Hiếu Minh với số điện thoại online là 0964227663, thì em tên Hải nhé, và thì anh em mình sẽ gặp nhau và trao đổi để kỹ càng hơn và sâu hơn về môi trường làm việc nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip.